tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết ngày 15 tháng 4 theo nguồn tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can 18 người trong vụ mang quan tài gây áp lực đòi nợ chủ hội để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng theo đó, công an đã ra quyết định khởi tố 13 bị can tội gây dối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự. Đây là nhóm bị can tham gia bàn bạc góp sức trực tiếp để mang quan tài, ảnh thờ, giấy vàng mã đến nhà chủ hội Ngô Thị Loan Chi, sinh năm 1991, hộ kinh doanh bao bì, gia vị trên đường Lê Văn Phấn thành phố Phan Thiết gây áp lực đòi nợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết cũng đã khởi tố thêm 5 đối tượng tội gây dối trật tự công cộng. Theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự, nhóm đối tượng này bao gồm cả người tham gia bán quan tài, thợ ảnh bị khởi tố để điều tra với vai trò đồng phạm. Tất cả 18 bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra ban đầu, nhóm con hụi lập nhóm trên Zalo để trao đổi bàn bạc nhau thuê luật sư để đòi nợ chủ hụi. Tuy nhiên, Do bức xúc trước việc chủ hụi Ngô Thị Loan Chi đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, trưa ngày 10 tháng 11 năm 2023, hàng chục người chơi hụi đã dùng ô tô tải, chở quan tài và mang theo vàng mã nhang, loa di động đến nhà bà Chi trên đường Lê Văn Phẫn, khu phố 7, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết để gây áp lực nhằm đòi nợ. Thấy căn nhà bà Chi đã đóng kín cửa, nhóm người này mang quan tài chuối xanh cáo phó kèm khung ảnh thờ là hình của bà Chi đặt trước nhà. Sự việc đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân xung quanh và người đi đường khiến giao thông đi lại trên đường Lê Văn Phấn bị gián đoạn. Nhiều người còn sử dụng điện thoại di động phát trực tiếp vụ việc trên mạng xã hội, khiến người dân hoang mang, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, công an thành phố Phan Thiết đã phải huy động lực lượng đến để vãn hồi trật tự. Trước đó, ngày 25 tháng 10, hàng chục người dân cũng đã đến chợ Phú Thủy tìm người chủ hội này Vụ vỡ hụi do bà Ngô Thị Loan Chi tổ chức xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 10 năm 2023. Những người tham gia đường dây hụi cũng đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Công an phường Phú Thủy đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người với tổng số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng. Đến ngày 18 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Loan Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hụi hàng chục tỷ đồng trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Bà Chi là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia với số tiền lớn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An thông tin phòng cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó. Ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Điều, chú huyện Hưng Nguyên và hai đối tượng cùng chú huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Văn Cương, trong đó Duyệt và Cương là các đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều tội danh. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu, điều hành hoạt động của ổ trộm chó. Chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Trương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Nguyễn Văn Điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao an ở. Điều còn cung cấp công cụ, kích điện, bao sắc rắn, băng keo, xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề. Sau khi trộm chó được từ nhà dân, Điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ. Khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát. Sau thời gian theo dõi ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Nghi Lộc và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản trộm chó. Ngoài Nguyễn Văn Điều, ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cùng chú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998. Duyệt là đối tượng đã có 3 tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Cũng giống như Duyệt, Cương cũng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc với tổng khối lượng chó trộm được là hơn 2 tấn. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm bị hại trong chuyên án. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để phối hợp giải quyết. Sáng sớm ngày 15 tháng 4, người dân bất ngờ phát hiện một nam thanh niên tử vong tại Mương nước thuộc dự án Đại lộ Vinh cửa lò bên cạnh một chiếc xe máy. Thông tin trên được lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận, đồng thời cho biết nạn nhân bị tử vong tại cống nước đường 72 thuộc địa bàn xóm 8 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Phát hiện sự việc, người dân hô hào và báo chính quyền địa phương có mặt đưa nạn nhân lên bờ, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên sinh năm 2001, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, sau khi nhận được thông tin, gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng liên quan xác định rõ nguyên nhân. Một vị lãnh đạo xã Nghi Phong cho biết, nạn nhân tử vong dưới cống nước công trình đường 72m, công trình do công ty Tân Nam đảm nhận. Theo tôi được biết, công trình này làm hàng rào chắn bảo vệ rất sơ sài chỉ bằng một sợi dây cảnh báo khá đơn sơ. Cũng theo vị lãnh đạo xã Nghi Phong, khoảng một tháng trước, cũng trên đường 72m đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến việc thi công công trình này, khiến một người bị thương khá nặng. Được biết, dự án Đại lộ Vinh Cổ Lò nằm trong tổng thể của đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đại lộ có tổng chiều dài là 11,2 km, tổng diện tích là 1,1752 hecta chia thành 5 khu trục. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng. Giai đoạn 2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 4686 trên quy đề UBND với tổng mức đầu tư của dự án là 1.415 tỷ đồng. Công trình do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư đi qua 3 địa phương gồm thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lọ được khởi công giữa năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án là 36 tháng. Tính từ giai đoạn 1, tính tổng mức đầu tư các hạng mục trên 3.500 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng liên quan làm rõ. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với văn bản của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng gửi đến Tri Cục Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh. Người được giới thiệu có khả năng cầu mưa là ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia thời tiết khẳng định đây là chuyện buồn cười, thiếu căn cứ khoa học. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ nói, tôi hỏi ngược lại là có ai tin không? Ai tin bây giờ cầu khấn thì sẽ có mưa và không có thiên tai, có nơi xảy ra lũ lụt, nơi thì nắng nóng, tuyết rơi dày, làm sao có thể cầu khẩn mà được như ý được. Tôi cho rằng người này đang đánh vào tâm lý của mọi người là khao khát cơn mưa để hạ nhiệt khô hạn và nắng nóng. Ông ấy tự cho bản thân có quyền cầu mưa, đấy là chuyện xa xưa rồi, không thể xảy ra trong cuộc sống hiện đại. Bà Lan lý giải, mưa là hiện tượng về vật lý khí quyển, phải có đủ những điều kiện liên quan đến hoàn lưu khí quyển, nhiệt khối không khí tích tụ lại mới tạo được mưa. Để có mưa vô cùng phức tạp, bây giờ hơi nước tích tụ lại thành mây, nhưng mây cũng chưa chắc mưa được, phải có động lực chuyển động lên xuống vị chuyên gia nêu thực tế Nam Bộ đang ở cuối mùa khô, dục dịch có thể có mưa, không cầu thì mưa vẫn xảy ra nếu đủ điều kiện. Bà Lan nhấn mạnh, nếu cầu khấn mà thành thật thì trên thế giới đâu có đói nghèo. Đây là câu chuyện rất buồn cười, nó không có thật nhưng lại làm mọi người bị hoang mang, hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Cùng quan điểm với bà Lan, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, dưới góc độ khoa học, thời tiết chưa thể có mưa ngay. Ban ngày trời nắng nóng, khô hạn còn tiếp diễn, nếu có thực hiện công nghệ làm mưa nhân tạo cho Tây Nguyên hay Nam Bộ vào lúc này cũng rất khó thành công. Ông quyết nói, còn những năng lượng siêu nhiên thì tôi không có kiến thức không luận bàn. Cá nhân tôi không tin ông hoàng cầu mưa được. Ông Lê Minh Hoàng cho biết, trước đây từng cầu mưa cho các tỉnh thành như Sơn La, Hà Nội, Bến Tre, Quảng Nam và đã nghiên cứu về việc biến đổi khí hậu từ mấy chục năm nay. Tuy nhiên, ông Hoàng không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho tuyên bố này. Về nhiều ý kiến cho rằng, việc cầu mưa rất phi lý ở thời điểm Nam Bộ đang nắng nóng đỉnh điểm. Theo ông Hoàng, ông chỉ đặt vấn đề cầu mưa để giúp người dân, còn chuyện mọi người có tin hay không, ông không quan tâm. Khi được hỏi về thủ tục và lễ vật để cầu mưa, người này cho biết thủ tục không có gì dườm ra và ông chỉ làm một mình. Ông Hoàng cũng khẳng định, nó giống kiểu một mình cầu mưa và tập trung hướng về cái tỉnh đang bị khô hạn không cần lễ vật gì hết. Nói về lý do được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp ký văn bản giới thiệu về người có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa kiểm chứng, ông Hoàng cho rằng ông chỉ là công dân bình thường, không có tư cách pháp nhân nên cần nhờ đến các đơn vị giới thiệu mình. Ông Hoàng nói, nhiều người muốn làm điều tốt nhưng không đúng pháp luật, tôi muốn chính thống nên mới xin giấy giới thiệu và cho biết ông chuẩn bị vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng khẳng định, tôi vào để giúp cho người dân đỡ vất vả. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện làm gì cho bà con bớt khổ. Trước đây, tôi đi cầu mưa, chỗ nào tôi đi cầu cũng được. Trong vòng 4 ngày sau là có mưa. Trong vụ án, Chủ tịch Phường nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho vi phạm trực tự xây dựng ở Hà Nội qua tìm hiểu. Việc này liên quan đến công trình không phép cao 2 tầng, có mặt tiền hàng chục mét nằm trên đường Xuân Tảo, Phường Nghĩa Đô. Có thể thấy công trình khiến chữ Mạnh Hùng bị khởi tố tạm giam nằm trên một trong những trục đường đẹp nhất của quận Cầu Giấy Hà Nội. Công trình kiên cố này được thi công cách đây vài năm. Sau đó, trong quá trình xây dựng, lực lượng chức năng phát hiện công trình không phép nên tạm dừng thi công từ thời điểm vi phạm được phát hiện cho đến nay. Nhìn từ bên ngoài, công trình này do tạm dừng thi công từ lâu nên đã nhúng màu thời gian. Một số vị trí tường bên ngoài xuất hiện rêu. Theo ghi nhận tại công trình, hầu hết hệ thống cột chịu lực, dầm mái của công trình được làm bằng những thanh thép lớn. Do hệ thống thang máy chưa được lắp đặt nên chỉ có thể di chuyển bằng hệ thống cầu thang sắt nếu muốn lên tầng 2. Bước đầu, công an thành phố Hà Nội xác định ông Hùng đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích 1.400 m2 được tồn tại tiếp tục thi công và hoàn thiện. Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của ông Hùng và những người liên quan khác trong vụ án này. Theo công an thành phố Hà Nội thời gian qua, các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra với nhiều mức độ khác nhau, tiềm ẩn phức tạp, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Để kịp thời chứng chỉnh tình trạng này, việc xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực nhận hối lộ trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng là một biện pháp cần thiết có tác dụng răng đe cảnh tỉnh những đối tượng khác. Đáng chú ý, báo cáo hồi tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện, trên địa bàn thành phố có ít nhất 7.326 công trình xây không phép, gần 2.300 công trình xây sai phép. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra đối với 33.580 công trình còn lại trong đó huyện Đông Anh có 5.795 công trình không phép, quận Hai Bà Trưng có 855 công trình không phép, 15 công trình sai phép, đang rà soát 756 công trình, quận Nam Từ Liêm có 559 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 588 công trình. Quận Cầu Giấy có 433 công trình xây dựng sai phép, quận Thanh Xuân có 353 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 3.241 công trình, quận Ba Đình có 268 công trình xây dựng sai phép, 1.681 công trình đang rà soát. Mới đây, trong cuộc họp báo thường kỳ tháng 1 năm 2024 do Bộ Tư pháp tổ chức, đã có thông tin sơ bộ việc thi hành án vụ Trương Mỹ Lan. Tòa án đã buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường hơn 673.000 tỷ đồng cho SCB. Vậy bản án này sẽ được thi hành án như thế nào? Theo đó, ngoài trách nhiệm hình sự là mức án tử hình, bị cáo Trương Mỹ Lan buộc phải bồi thường hàng trăm ngàn tỷ đồng cho SCB, Số tài sản bị kê biên trong vụ án này là khổng lồ, lên tới hàng ngàn bất động sản, khối lượng công việc phải thi hành cũng rất lớn. Vậy cơ quan thi hành án có xây dựng kế hoạch gì cho việc thi hành án, có khó khăn gì không? Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn liên quan đến một vụ khác về trái phiếu với hàng chục ngàn bị hại. Vậy, việc thi hành án dân sự trong vụ SCB có chờ bản án của vụ việc này để xử lý một cách tổng thể hay không? Trả lời cho vấn đề này, ông Nguyễn Thắng Lợi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, ngay trong giai đoạn điều tra truy tố xét xử vụ án nêu trên, các tài sản vật chứng đã được chuyển giao cho cơ quan thi hành án. Do đó, Tổng cục thi hành án dân sự đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát tính pháp lý của các tài sản để đảm bảo cho quá trình thi hành án sau này. Ông Lợi nhấn mạnh, bản án mới tuyên là án sơ thẩm nên chưa có hiệu lực thi hành án. Trường hợp phần án dân sự nêu tới đây không có kháng cáo kháng nghị hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Ông Lợi thông tin, sau khi bản án có hiệu lực, người được thi hành án có đơn đề nghị thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ ban hành quyết định thi hành án. Vẫn theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi Hành Án Dân Sự, vụ án Vạn Thịnh Phát có quy mô rất lớn, được sự quan tâm đặc biệt của đảng, nhà nước và dư luận xã hội. Tổng cục thi hành án dân sự đã chủ động chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự địa phương, chủ yếu là cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch chi tiết về bố trí nguồn lực thi hành án. Tổng cục cũng chủ động cử cán bộ hướng dẫn công tác thi hành án nhằm sẵn sàng thi hành ngay khi bản án có hiệu lực. Đối với vụ án liên quan đến trái phiếu, ông Lợi cho hay khi có bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án dân sự cũng sẽ được thực hiện đúng quy định pháp luật. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bà Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm. Bà Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình, 85 bị cáo còn lại là mức án từ án treo đến trung thân. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cho rằng, thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ đồng, dư nợ 1.284 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03 Bộ Công an để xác minh tài sản nào của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án. Mới đây, Thượng tá Trương Nhật Minh, trưởng công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng. Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4, thoại chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức do bà V quê Quảng Ngãi làm chủ. Tại đây, thoại hỏi mua một chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Nghe vậy, Chủ tiệm lấy vàng ra cho thoại xem và sau đó thoại đồng ý mua. Khi bà V chưa kịp đưa thì thanh niên này giật lắc vàng từ tay rồi bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy định phóng đi. Ngay lập tức, bà chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính lao ra giữa đầu xe máy, đồng thời chi hô cướp. Lúc này, anh Hiếu Dân Phòng, đang được Công an Thị trấn Mến Lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu, đã nhanh chóng cùng người dân đuổi theo tên cướp. Anh Hiếu đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng với ba người dân khống chế thoại ra công an huyện xử lý. Camera an ninh tại tiệm vàng đã ghi lại toàn bộ sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ. Theo thượng tá Trương Nhật Minh, qua vụ việc này cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa. Việc người dân nêu cao tinh thần và chủ động đấu tranh với tội phạm sẽ góp phần phát hiện, bắt giữ kịp thời các đối tượng phạm tội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây, bác sĩ Võ Văn Thiện, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Con Tum cho biết, bệnh viện vẫn đang tập trung toàn bộ nhân lực và sử dụng các trang thiết bị y tế tốt nhất để cấp cứu và điều trị vết thương cho các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 13 tháng 4 trên quốc lộ 24. Trong số 24 nạn nhân đang được điều trị, nhiều người bị thương nặng, có trường hợp bị tổn thương sọ não, gãy lún đốt sống, xẹp tràn khí màng phổi. Cũng theo bác sĩ Võ Văn Thiện, sau khi nhập viện ông Nguyễn Thành Triệu, 51 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong do vết thương quá nặng. Như đã đưa tin, lúc 16 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4, ô tô khách biển kiểm soát 50H36598 do tài xế Nguyễn Tấn Khoa, 26 tuổi, chú tỉnh Bình Định điều khiển chạy trên quốc lộ 24 theo hướng huyện Con Rẫy đi thành phố Con Tum. Khi đến km 157, đoạn qua thôn Đắc Pui, xã Đắc Pờ Re, huyện Con Rẫy, xe khách đã va chạm với xe tải biển kiểm soát 81H02799 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 81R01051 do tài xế Nguyễn Đức Hùng, 45 tuổi, chú tỉnh Gia Lai điều khiển hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe khách lật nghiêng bên đường, một hành khách tử vong, nhiều hành khách khác bị thương. Theo thông tin được biết, hành khách trên xe gặp nạn là đoàn cán bộ nhân viên của Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 13 tháng 4, đoàn khách này đi chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay Pleiku, Gia Lai, rồi thuê xe khách di chuyển về thị trấn Mang Đen, huyện Con Plong, Con Tum. Khi đang đi thì xe gặp nạn. Liên quan vụ xe khách bị lật trên quốc lộ 24 sau va chạm với xe đầu kéo, tối 13 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Con Tum Lê Ngọc Tuấn đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ tai nạn. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Ban an toàn giao thông tỉnh Con Tum, Ông Lê Ngọc Tuấn trao hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng, gia đình người tử vong 5 triệu đồng. Tại bệnh viện, Chủ tịch tỉnh Con Tum yêu cầu tập thể y bác sĩ và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung nhân lực, trang thiết bị cứu chữa nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh Con Tum cũng yêu cầu chăm lo việc ăn ngủ, nghỉ ngơi cho nạn nhân trong thời gian nằm viện cho đến khi người nhà đến bệnh viện. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Con Tum cũng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại thành phố Phan Thiết. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 tại công viên dưới chân cầu Trần Hưng Đạo, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Thông tin ban đầu, anh NTH sinh năm 2002, chú thành phố Phan Thiết, đang nằm võng cùng bạn gái ở công viên trên thì có nam thanh niên đến gây chuyện. Người thanh niên này dùng dao tấn công vào vùng lưng và đùi anh H anh Hát bị thương, bỏ chạy một đoạn đến cầu Trần Hưng Đạo thì gục xuống. Anh Hát được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nên đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí, lấy lời khai những người có liên quan và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng. Tiếp theo, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã trích xuất camera xung quanh hiện trường và đã bắt nóng được hung thủ gây án. Cơ quan điều tra xác định Hùng thủ Đặng Văn Sáu, 34 tuổi, ngụ Đức Long, Phan Thiết. Trước đây có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng một thời gian, nhưng không đăng ký kết hôn với chị VTKG, 29 tuổi, ngụ xã Sông Phan, huyện Hàm Tân. Sau khi không còn sống chung với Sáu, chị Dê có phát sinh quan hệ tình cảm với anh NTH, chú Phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Mới đây, một lãnh đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, trong sáng ngày 15 tháng 4, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện sẽ có văn bản chính thức gửi lên Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh để báo cáo vụ một phó hiệu trưởng của trường tiểu học Phương Bình 2 bị chém tại phòng làm việc. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, vụ việc đã được công an vào cuộc xử lý, nạn nhân đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Cần Thơ với vết thương khá nặng. Trước đó vào sáng ngày 12 tháng 4, ông T xin bảo vệ vào gặp ông V, phó hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học Phương Bình 2. Do ông T là chồng của nữ giáo viên Kim chủ tịch công đoàn của trường tiểu học Phương Bình 2 nên bảo vệ của trường đã mở cổng cho vào. Lúc vào trường ông T bịt khẩu trang và mang theo một cái túi lớn. Sau đó ông T đến phòng làm việc của ông V để tìm nhưng không gặp do ông V đang dạy học. Trong khi ngồi chờ ngoài ghế đá, ông T thỉnh thoảng còn trò chuyện với vài giáo viên của trường khi họ đi ngang qua. Đến khi ông V dạy xong, cả hai bước vào phòng làm việc của ông V nói chuyện được một lúc thì vị phó hiệu trưởng phụ trách chạy ra sân trường với nhiều vết thương ở chân và tay. Ông Tê tiếp tục đuổi theo chém ông V nhưng được giáo viên của trường can ngăn. Ông T sau đó đến công an đầu thú. Trường tiểu học Phương Bình 2 khuyết chức danh hiệu trưởng khoảng một năm nay. Ông V trước đây là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở xã Hòa Mỹ, huyện Phùng Hiệp. Sau đó được điều về trường tiểu học Phương Bình 2 giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách theo một nguồn tin cho biết trước khi vụ ông phê bị chém trường tiểu học phương bình 2 tầng xảy ra việc tố cáo nội bộ vụ việc đã được chuyển qua cơ quan điều tra được biết người đàn ông chém ông phê đang công tác tại một cơ quan thuộc huyện phùng hiệp riêng về nguyên nhân ông phê bị chém có nguồn tin cho rằng xuất phát từ việc ghen tuông dẫn đến mâu thuẫn cá nhân hiện tại sức khỏe ông phê phó hiệu trưởng bị hành hung đã ổn định nhưng vẫn điều trị ở bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ một lãnh đạo địa phương cho hay đã nắm thông tin ban đầu nhưng công an đang thụ lý giải quyết nên chưa có báo cáo chính thức. Đại diện Công an Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đơn vị đã mời 3 người liên quan trong vụ đánh ghen ở đường Trần Phú về trụ sở bởi sự việc có dấu hiệu gây dối trật tự công cộng. Tối cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip đánh ghen trên phố trần phú ghi lại cảnh một phụ nữ trẻ chặn chiếc ô tô hiệu kia trong xe người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái người phụ nữ phía ngoài liên tiếp dùng mũ bảo hiểm và gạch đập cửa kính ô tô đòi những người trên xe ra ngoài xung quanh có nhiều người quá khích la hét cổ vũ thậm chí cầm gạch tham gia đập kính xe bên trong xe cặp nam nữ cố thủ không ra ngoài đây là chồng tôi Người phụ nữ đứng phía ngoài nói lớn và đưa tấm hình chụp trong điện thoại lên cho nhiều người cùng xem. Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế lâm vào cảnh ùn tắc kéo dài. Nhận thông tin sự việc, công an phường Điện Biên nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông, đưa những người có liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự trong thời gian gần đây những vụ việc có nội dung tương tự như bắt ghen rồi tấn công tình địch đập phá tài sản ngày càng có xu hướng nhiều hơn nhất là với sự phát triển của mạng xã hội những đoạn video clip nhanh chóng xuất hiện trên mạng và trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm do vậy cách hành xử của mỗi người là yếu tố quyết định đến mức độ nghiêm trọng của sự việc theo một số chuyên gia khuyến cáo, khi gặp phải những tình huống như vậy, người trong cuộc cần hết sức kiềm chế, hiểu biết và phải suy nghĩ đến những hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Toán Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với Hồ Ngọc Lâm, 35 tuổi, trú thôn Quang Châu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng về tội giết người. Theo cáo trạng, đầu tháng 9 năm 2023, Hồ Ngọc Lâm và vợ là chị Ngô Thị Phương, 29 tuổi, thường xảy ra mâu thuẫn do Lâm nghi ngờ chị Phương có mối quan hệ với người đàn ông khác. Trước tòa, Lâm khai Phương thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm. Có khi đi 4-5 ngày mới về, nhưng không nói đi đâu. Có lần Lâm gọi điện cho vợ thì nghe giọng một người đàn ông nghe điện thoại nên ghen tuông. Mỗi khi về nhà, Phương thường bị Lâm dùng vũ lực, đỉnh điểm là vào cuối tháng 9 năm 2023. Trong một lần cãi nhau, Phương tiếp tục bỏ nhà đi khoảng một tuần. Đến sáng ngày 1 tháng 10 năm 2023, Phương gọi điện nói Lâm đến chợ Miếu Bông chở Phương về nhà. Vợ chồng làm lành với nhau rồi cùng về phòng trọ tại tổ 3 thôn Quang Châu, xã Hòa Châu uống bia trò chuyện. Chiều cùng ngày chị Phương nghỉ uống bia và nói đến quán cắt tóc. Tuy vợ chồng đã làm lành nhưng khi vợ đi rồi thì Lâm lại nảy sinh ý định lấy mạng chị Phương rồi sau đó sẽ quyên sinh nên qua phòng trọ sát bên của bà Bùi Thị Mai. Mẹ của Lâm lấy hung khí đem về giấu dưới thùng bia và tiếp tục ngồi uống một mình. Chị Phương đến quán cắt tóc nhưng thấy đông người nên quay về và lên giường nằm cạnh con trai 9 tuổi để ngủ. Lúc này, Lâm cầm hung khí đến tác động mạnh vào người chị Phương và hét lớn. Tao không cho mi đi nữa, tao sẽ sát hại mi. Chị Phương cố để Lâm ra nhưng không được, con trai thấy vậy là lớn. Nghe tiếng la, mẹ cùng chị gái Lâm chạy sang căn ngăn nhưng bị Lâm đẩy ra ngoài chốt cửa phòng lại. Thấy vậy, con Lâm nhặt hung khí ném vào bụi cây trước phòng trọ Phương vùng bỏ chạy ra đường phía sau phòng trọ thì bị Lâm chạy theo, dùng vật nhọn khác tác động liên tiếp lên người nạn nhân. Sau khi gây án, Lâm dùng hung khí có ý định quyên sinh nhưng được mọi người ngăn cản, đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả điều tra xác định chị Phương thiệt mạng do bị 20 nhát hung khí tàn bạo của Lâm. Tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định Hồ Ngọc Lâm phạm tội vì động cơ đê hèn, vì ghen tuông mà ra tay tàn ác với vợ. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên phạt Lâm mức án chung thân. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bị can Lê Văn Mót, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu được biết, ông Lê Văn Mót sinh năm 1966 bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Phú Quốc vào đầu năm 2022. Vụ án này đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang điều tra mở rộng. Liên quan vụ án này, trước đó ngày 4 tháng 4, công an tỉnh Kiên Giang cũng bắt cựu trung tá Phạm Văn Huy, nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông và trật tự thành phố Phú Quốc. Trước khi bị bắt, cựu trung tá bị cho ra khỏi ngành vì bị tố cáo có nhiều vụ việc liên quan đến tiền bạc và mua bán đất đai tại địa phương. Cuối năm 2017, thời điểm Phú Quốc nổi lên nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, Đại tá Lê Văn Mót, từ vị trí trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, được điều động về làm trưởng công an huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc với nhiều kỳ vọng. Ở chiều ngược lại, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh được điều động vào đất liền thay vị trí của đại tá Mót. Kết quả là sau hơn 5 năm đại tá Mót giữ chức trưởng công an thành phố Phú Quốc, tình hình tội phạm ở Phú Quốc vẫn không thuyên giảm, thậm chí ngày càng nảy nở và manh động hơn. Riêng năm 2022 vừa qua, tại Phú Quốc đã xảy ra hàng loạt vụ án sát hại người, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, chất cấm, gây dối trật tự công cộng. Đỉnh điểm là vụ hơn 70 giang hồ nổ súng làm 6 người thương vong vì tranh chấp đất đai xảy ra tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc hồi tháng 10 năm 2022. Đầu năm 2023, Công an tỉnh Kiên Giang điều động ông Mót về lại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ giữ chức trưởng phòng và sau đó nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu năm 2024. Theo cáo trạng, trong thời gian bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, vào đầu năm 2022, bị can Bùi Văn Bích có hành vi vi phạm nội quy giam giữ, quậy phá là hét và tự gây thương tích. Tuy nhiên, các bị cáo Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng không báo cáo lãnh đạo để xử lý theo quy định mà tự ý chỉ đạo các bị can, phạm nhân trong nhà tạm giữ đưa Bùi Văn Bích lên ghế thẩm vấn, khóa chân, khóa tay, để bị can này ngồi cố định trên ghế ngoài trời lạnh nhiều ngày liên tục. Hậu quả Bùi Văn Bích bị nhiễm khuẩn từ không khí, viêm phổi, viêm phế quản nặng, suy hô hấp dẫn đến thiệt mạng. Hành vi của hai bị cáo Hùng được xác định phạm vào tội dùng nhục hình, quy định tại khoản 4 điều 373 Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Trọng Giáp là cán bộ quản giáo ca trực ngày mùng 4 tháng 2 năm 2022, khi vào kiểm tra nhà tạm giữ đã có hành vi dùng tay tác động nhiều lần vào mặt đầu của Bùi Văn Bích, dù thấy bị can này đang bị khóa cố định trên ghế thẩm vấn. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã xử phạt tổng cộng 22 năm 3 tháng tù đối với 3 cựu công an huyện Vũ Thư vì tội dùng nhục hình. Theo đó, bị cáo Phạm Quang Hùng bị tuyên phạt 11 năm tù giam, bị cáo Trịnh Thanh Hùng 10 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Trọng Giáp bị tuyên phạt 15 tháng tù giam. Cả ba bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 250 triệu đồng. Sau phiên sơ thẩm, gia đình của hai trong ba bị cáo và gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo. Trong ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử ba cựu cán bộ công an công tác tại nhà tạm giữ, công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cùng phạm tội dùng nhục hình. Ba bị cáo gồm Phạm Quang Hùng, sinh năm 1968, cựu trung tá, phó trưởng nhà tạm giữ, đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Trịnh Thanh Hùng, sinh năm 1979, cựu trung tá, phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Nguyễn Trọng Giáp, sinh năm 1986, cựu đại úy, cán bộ công tác tại nhà tạm giữ. Phiên tòa phúc thẩm cũng tiếp tục làm rõ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đi đến tuyên phạt ba bị cáo với tổng mức án là 17 năm 6 tháng tù giam và 1 năm 3 tháng tù treo. Cụ thể, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hùng 9 năm 6 tháng tù, giảm 1 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm. Trịnh Thanh Hùng 8 năm tù, giảm 2 năm so với mức án sơ thẩm và Nguyễn Trọng Giáp 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tại phiên phúc thẩm, sau phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát nhận định ba bị cáo bị xét xử là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, xét đề nghị xin giảm án của phía gia đình bị hại, bản thân ba bị cáo đã ăn năn hối cải, trong quá trình công tác có nhiều thành tích và bằng khen. Gia đình các bị cáo cũng đã bồi thường một phần cho gia đình bị hại. Phiên phúc thẩm, phía bị hại cũng đã nhận thêm 60 triệu đồng tiền bồi thường từ gia đình ba bị cáo. Do đó, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo, giảm án cho ba cựu công an nói trên.